Nguyễn Gia Việt xin kính chào các bạn. Hôm nay Nguyên sẽ giới thiệu cho các bạn những em còn chân lơ siêu mẫu chân dài đến từ nước Pháp, Arturia. Và đây các bạn sẽ thấy ngay trên màn hình của chúng ta đã thấy là 6 mẫu như các bạn. Rồi bé từ bé lên cao. Rồi giới thiệu cho các bạn là chúng là Micro Club. Đây Micro Club đây nha. Tiếp đến đây là Mini Club. Wow, Mini Club này các bạn. Đó. Rồi tiếp theo chính là Mistep Pro. Đây Mistep. Wow, con này nặng ghê nha. Đây Mistep. Rồi tiếp đến chính là K-Step. Wow, K-Step này các bạn. Đây là một phần bên bé bé xinh xinh K-Step. Và cùng bên đây chính là K-Step Pro. Wow, nhỏ gọn sắc. Đó, đây K-Step Pro. Tuyệt vời. Và cuối cùng chính là em siêu phẩm K-Club MK2 nha các bạn. Đây, K-Club thì chính là em đó đây. Các bạn nhìn thấy rõ không? Đó, tuyệt vời luôn. K-Club MK2 đó. Rồi, để đáp ứng cho nhu cầu của các bạn thì công ty Nhạc Việt đã có nhập đầy đủ luôn. Bao gồm có những em nhỏ nhắn là như là Micro Club, thì cho các bạn muốn chơi đơn giản thì chúng ta sẽ cần một cái Micro Club ở đây thôi, 25K key micro rất là tiện lợi. Còn như là tính tình với bạn nào muốn chơi nhiều phím một chút hay là muốn nâng cao của mình lên một chút thì mình có thể này. Đây sử dụng những em này K-Step, nhiều tính năng hơn một tí, nó rất là tuyệt vời. Rồi như bạn nào mà cũng đòi hỏi nhiều hơn nữa thì chúng ta sẽ có thêm một em chính là Mini Club. Các bạn thấy đây hàng vừa có bát và vừa có snap luôn, rất là tiện lợi, rất là tuyệt vời. Đó. Rồi như các bạn nào mà muốn đòi hỏi nhiều hơn để chúng ta có thể trình diễn thì ở đây thì đã có đáp ứng cho các bạn luôn. Đó chính là K-Step Pro. Đây nha các bạn, K-Step Pro. Tuyệt vời. Do đó giống như các bạn nào mà muốn làm một cái dự án âm nhạc cực kỳ lớn, cực kỳ to thì công ty Nhạc Việt đáp ứng cho các bạn luôn. Đó chính là với sản phẩm Arturia K-Lab 49, 61 hoặc là 88 thì có đầy đủ cho các bạn. Một điều nữa là với tất cả những sản phẩm của Arturia này nó đều có phần mềm đi kèm cho các bạn luôn. Như các bạn sẽ thấy ở đây ha. Đây, Include the Dispatch đây. Các bạn sẽ thấy nó có phần mềm đi kèm cho các bạn luôn. Nó còn chần chờ gì nữa. Và tất cả những sản phẩm của Arturia đều đã được trưng bày tại công ty Nhạc Việt. Xin mời tất cả các bạn, các anh em có thể chúng ta đến công ty Nhạc Việt. Chúng ta có thể trực tiếp mình thử em nó, xem em nó sẽ như thế nào. Rồi các bạn có quan tâm sản phẩm hay là các bạn muốn đặt mua hàng thì các bạn hãy cứ liên hệ với nhân viên công ty Nhạc Việt bằng comment bên dưới thì tôi sẽ gọi lại cho các bạn. Còn chờ gì nữa, gọi ngay với chúng tôi. Rồi, cảm ơn các bạn. Bye bye.